でしょう。これこそ人が酔いしれる霊力。Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Mình là Sa Tỷ. Hôm nay mình chơi Paris nha mọi người. Đâu rồi? Trời ơi, mới ganh bị ngu mọi người. Giờ phải đi farm lại từ đầu đây. Bị lát. Rồi đây mình lên phụ Floyd con kia. Floyd đừng có chết. Floyd. Rồi, double kill. Double kill này là may mắn ấy. Phải nói ăn nhai cho Floyd thì bởi vì Floyd còn chút xíu máu à. Trời, mọi người thấy cái mod kia ở mẹ nó màu vàng cam, hồng cam đẹp mọi người. Vàng cam hay đỏ cam đây. Đấy, màu cam cam và kiểu màu đỏ đỏ cũng hồng hồng đó. Đấy, đấy, trời ơi. Cái này sáng và đẹp thiệt đó mọi người. Từ từ bạn ơi, để mình ăn xong cái con này đã. Rồi. Trời ơi, mình KS là giỏi tụi mọi người. KS là số 1 thôi. Nhưng mà đây hình như chắc là gấu đã ăn blue rồi. Làm sao mà không còn được. Cướp rừng này trên hết đi, chặn đầu. Trời ơi, em đi chết rồi. Tôi cứu Emily nè. Ê. Chẳng ê. Ê, được rồi. Hai. Ê, đi về, đi về. Trời ơi, có chút xíu máu à. Ném chết mọi người. Ôi mình tưởng cái đó mình chết đến nơi bởi vì Alice trắng trắng lâu quá mà cộng thêm đứng trong cái chiêu cuối cho nó rất là khó di chuyển mà mình phải đó mà mình đi được mình thấy mình cũng tài thiệt. Mình còn lên cái chắc mình lên cái dài hộ vệ thôi. Ủa sao cái bùa mình ủa mình mùa mình ám bùa ta có đâu chết rồi lú hết nơi rồi không biết cái bùa này của ai rồi. Cố lên, cố lên. Ấy được mà. Vào đây gì vậy? Chắc mình sẽ ép cái đây chủ đây quá. Ê sao cái trời ơi, bắn nó hai phát liền không mọi người. Trụ này bắn nó tới hai phát liền luôn. Trời ơi không cho thì thôi người ta đi về thôi chứ có gì đâu. Mình coi cao. Chưa. Rồi. Đánh trụ đấy, đánh trụ đấy, trụ nè. Rồi lui. Cay quá.
Bà nó cũng là tội phải lo thiệt quỳ không không chút vô phải lo được lo đấy chủ quá. Còn mấy giây nữa là con kinh công nó sẽ hồi thì mình sẽ đi. Chị đợi con kinh công ra nha. Ê, mình tên mình đang có bát bên kia mình phải qua. Emily ơi, chạy nổi không anh? Ở giữa hả? Thì mình sẽ đi qua đây dọn lính ở đây. Mẹ cẩn thận thôi. À, đây đằng sau nè. Gia tay nè. Không được bắn gia tay thôi. Rồi, đi về. Khi về Flo ơi, Flo đừng ăn nhây nữa. Ta sẽ đi hút chút máu của cái con lính con này. Rồi. Ủa máu đâu sao không, chỗ này không có cái gì cho mình hút, bỏ hút máu. Chắc đi qua rừng tìm bạn cũng không biết được gì vô phút. Từ từ có mấy bé thôi. Bình tĩnh. Thôi, lui đã. Ra viết vào luôn. Ê, chào quá, chết chết đến nơi rồi. Đi mình đang coi bắt quá trời trên kia đợi mình lên tôi coi được không. Con kim công phút thứ 10 thì chắc một mình cũng ăn được con kim công đúng không? Mình chỉ có ăn con kim công đây ơi. Cần hỗ trợ. Flo đâu rồi? Flo ơi, bảo giúp đi. Cố lên mà còn chút xíu nữa thôi. Bây giờ team mình chết hết trơn rồi. Từ từ thả con đây nha. Chờ cho chút xíu nữa cho team mình ra rồi mình thả con đây. Đây có Adele này. Trời gì lắm con máu này. Bên đây các bạn đang căng này. Ê, được rồi. Trời ơi, cố lên tim mình ơi. Còn cái nhà đó bán cái đi. Rồi, cảm ơn anh đã xem video nha.